Nhà em toàn đồ điện gia dụng thông minh. Em cũng rành đồ công nghệ quá không? Chứ sao. Xưa anh vừa trốn trong lòng mình, mà vì sao, sao em vẫn không tin. Hôm nay anh yêu em, cho dù mai sau vẫn thế. Đã quên rồi người xưa tình xưa năm ấy. Chỉ nhớ lúc ấm áp khi được ôm em vào lòng. Người yêu ơi, em ai biết hay không. Vầng trăng đó sẽ mai thắp sáng tình chúng ta. Một tình yêu không thể phai nhòa, và tình yêu anh sẽ trao người mãi mãi. Mà vì sao em hận ghét? Tình yêu đó sẽ mãi thắp xa cả không gian, dù ngàn đời khó phai. Anh luôn bên em trong những khi em buồn phiền, vì người anh yêu là em. Ơi người ơi, vòng đeo tay thông minh Mi Smart Band 6, tai nghe Bluetooth Redmi Buds 3 Lite, bàn chải đánh răng Xiaomi T500, cân điện tử Xiaomi Mi Scale 2, đèn Mi LED 1S, bình đun siêu tốc Xiaomi, máy lọc không khí Mi AB 4 Lite có thể lọc đến 99.97% hạt bụi rất rất nhỏ trong không khí. Robot hút bụi Mi Mop 2 Lite này có thể hút bụi rác rồi lau sạch sàn nhà. Nhà em toàn đồ điện gia dụng thông minh.